Hello anh em, chào mừng đã đến với San Sale và đánh giá nha. Trên tay của mình đang là một chiếc điện thoại Redmi Note 11T Pro. Thì trong video này mình sẽ test game nhẹ để xem là nó chơi game như thế nào nhé. Điện thoại này đang chạy ROM gốc MIUI 13.2.3, RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB, Dimensity 8100, viên pin là 5000mAh. Màn hình sẽ là 144Hz thì mình sẽ chuyển về 90 cho nó ổn định nhé. Với phần mềm của máy thì mình đã xóa do xe rồi, kết nối wifi và dung lượng pin còn 98%. Mình đã cho vào cái phần này rồi nha. Trong liên quân thì đương nhiên sẽ là max setting rồi. Như các bạn có thể thấy là nó rất hay, là tụt xuống 58 và mình thấy nó khựng khựng. Kể cả game turbo thì bật performance lên rồi. Nhưng mà mình thấy thì cái độ sáng khoảng tầm 80 con này nó hơi tối, phải để lên khoảng 90 thì mới bằng các con khác. Rất là khó chịu khi mà nó cứ bị khựng khựng. Vừa xong thì mình đã thoát tất cả các cái app ở trong đai nhiệm ra để xem là nó chơi có ngon hơn hay không. Mình thấy sau khi tắt app đai nhiệm đi thì chơi game có vẻ ổn hơn một chút, nhưng mà nó vẫn khá là nhiều khi nó bị khựng khựng. Nó sẽ tụt xuống kiểu 58 và chúng ta sẽ cảm nhận được luôn. Đây là mình chia sẻ thật lòng nhá. Còn bạn nào thấy bạn là 58 vẫn ngon, mình sẽ chỉ chia sẻ thôi, các bạn tự lựa chọn mà. Nhiệt độ mặt trước là 35,8, mặt sau là 37 độ. Sau 17 phút dung lượng pin còn 93%. Để chắc chắn hơn thì mình sẽ chơi thêm một trận nữa nha. Vừa nãy thì mình có bật định vị này NFC, bây giờ mình tắt đi. Thực tế ra thì nó vẫn có khựng lag, nhưng mà nó sẽ không kiểu là không thể chơi được đâu anh em ơi. Sau 30 phút chơi game thì dung lượng pin còn 89%. Có một cái hay là nhiệt độ nó sẽ không tăng cao. Chơi 2 trận vẫn chỉ là 32 ở mặt trước này, 33 ở mặt sau. Với liên quân mobile thì mình đã đo tận 3 lần, nghĩa là chơi 2 trận thì FPS nó chỉ loanh quanh là 60,2 thôi nha. Với trận thứ hai thì liên quân cũng chỉ được 60,2 FPS thôi. Nó dao động rất là nhiều và ở đây thì mình sẽ di qua lại nhá. Một phát 57 này. Đây là sẽ có một phát là 57, nghĩa là nhiều khi mà nó tụt xuống 57, 58 FPS, nhưng mà nó sẽ kiểu không xuống được dưới 5x. Khi mà chơi liên quân thì các bạn sẽ thấy hơi khựng khựng một chút thôi. Tiếp theo là mình sẽ đến với Call of Duty nha. Với chiếc máy này có thể cài đặt được cái đồ họa max setting ở chế độ sinh tồn, còn 90fps thì chỉ có ở MB thôi nha. Dữ liệu tải hết 100% này rồi. Call of Duty thì chiếc máy này hỗ trợ tốt đấy, không bị drop FPS nhiều lần như kiểu là liên quân mobile nữa. Khi mà di chuyển bình thường thì sẽ được 60fps, nhưng mà lâu lâu nó lại bị khựng phát xuống còn tầm khoảng 50. Mình chơi game thì không thấy máy nóng lên đâu. Như trong combat vừa rồi thì không hề là bị khựng khung hình luôn. Vào những cái chỗ mà có nhiều cái phần hiệu ứng hoặc là lâu lâu thì máy nó xử lý không được ngon. Nếu bạn nào mà mua cái con này khoảng tầm 5,2 triệu, xong rồi kiểu săn sale nữa khoảng tầm 4,5 triệu nhỉ, chơi Call of Duty thì được vài năm. Có thể là chiếc Realme Sentinel 2T nó mượt hơn một chút với con chip là Dimensity 1200 AI, nhưng mà cái nhiệt độ ấy thì nó không thể mát được bằng Dimensity 8100 trên con này được đâu. Anh em thấy chưa, vừa xong nó bị giật phát. Sau 15 phút thì dung lượng pin còn là 83%. Nhiệt độ mặt trước là khoảng hơn 40 độ, mặt sau là khoảng 42,6. Với Call of Duty thì được 59,5 FPS luôn. Thực tế thì các bạn có thể thấy là nó khá là thẳng đấy chứ. Ở đây có khoảng tầm 5 đến 7 chỗ là nó bị tụt drop FPS nặng thôi. Chỗ này là xuống còn 40, chỗ nặng nhất là 48 FPS này. Còn những chỗ khác sẽ là trên 5x. Tổng kết lại, Redmi Note 11T Pro chơi liên quân nó sẽ không được ngon như những cái con máy mà cùng phân khúc của nó, kể cả như Realme Sentinel 2T. Nhưng mà nói về lâu dài thì con chip Dimensity 8100
nó sẽ mạnh hơn và chơi được lâu hơn trên Dimensity 1200 AI nhá. Còn với Call of Duty thì hoàn toàn có thể chơi được max setting được 1 đến 2 năm, nhưng mà nó sẽ kiểu không được thẳng tắp. Kể cả với Snapdragon 8 Plus Gen 1, tựa game này nó cũng đôi khi nó cũng drop. Thì mình thấy điện thoại này chơi thế là ngon rồi. Ý kiến của các bạn như thế nào đừng quên bình luận phía dưới video nha. Cảm ơn đã xem. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.